đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang quên mình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này, buôn mai ấm vui. Xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nha, shop Bước Chặt từ Makeup 2 lần đã đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa bà con, tuần này chúng ta sẽ là chứng kiến phần tranh tài của ba chị vợ. Ai sẽ là người thông minh, duyên dáng, xuất sắc để giải cứu ông chồng của mình? Và ai sẽ là người ngồi lên trên chiếc cân vàng để nhận những phần thưởng thật hấp dẫn đây? Chúng ta cùng chờ đón cho đến cuối chương trình để biết được nhân vật chiến thắng ngày hôm nay là ai nha. Xin được giới thiệu với bà con, gia đình của Nguyễn Thị Diệu và Nguyễn Minh Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Diệu, là giáo viên. Còn ông xã em là Nguyễn Minh Tuấn, là giảng viên trường Đại học Kinh tế Tài chính. Cách đây 8 năm, thì lúc đó hai chồng em đều là sinh viên trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tình cờ đi chơi chung với một người bạn, em ấn tượng về ảnh là ảnh vừa đen, vừa ốm, vừa xấu nữa. Nói chung không phải gu người của em. Xong rồi ảnh hát karaoke, ảnh hát bài Say Tình á. Em thấy ảnh... Hát hay không? Hát hay, hay à. Mà... cảm giác thích thích rồi. Đi ăn lẩu, ảnh ăn xong ảnh đổ mồ hôi quá trời đất luôn. Cái xong rồi tự nhiên em cảm thấy khó chịu quá, em lấy khăn giấy em lao cho ảnh. Thế là ảnh mê em từ đó. Đó là câu chuyện tình, câu chuyện của Diệu và Minh Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 2 đến từ Cần Thơ. Gia đình của Bùi Thị Đấm và Đỗ Quang Thái. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Gấm, đến từ quê hương Cà Mau. Còn đây là ông xã mình tên là Thái, đến từ mảnh đất Sen Hồng. Hiện giờ hai vợ chồng mình đang sinh sống tại Ninh Kiều, Cần Thơ. Tụi em kết hôn nay cũng được 4 năm và có một bé trai năm nay được 3 tuổi. Em là ở nhà buôn bán, còn ông xã em là nhân viên văn phòng. Ông xã em thì rất là thích ăn cua biển. Cũng chính vì vậy mà con trai em ở nhà có cái tên rất là dễ thương là cua biển. Có phải hồi đó bởi vì em khoái ăn cua biển, ông tìm xuống Cà Mau ông ăn rồi ông gặp em phải không? Dạ, chắc vậy. Cảm ơn em. Gia đình số 3, gia đình của Đồng Ngọc Nhã Phương và Nguyễn Thoại Phương đến từ Bình Dương. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào tất cả mọi người. Nhà em là ba Phương lận. Dạ. Có một bé đặt tên theo ý nghĩa của Hoa Hướng Dương là bé Nhật Phương đang ngồi ở dưới. Tụi em là đều là tuổi con chuột, cùng quê, học cùng trường. Hai vợ chồng em thì chung cái sở thích là thích ăn ngon, mặc đẹp. Trời ơi. Xong rồi đi em du ơi. Lịch. Dạ, một năm tụi em cũng tranh thủ đi du lịch nhiều nhiều và sẽ cố gắng làm việc thật là nhiều để đi du lịch nhiều hơn nữa. Công việc đó hai vợ chồng là gì? Em. Dạ, tụi em đều làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Năm đi mấy lần? Dạ, chừng 5 lần ha, không có nhiều. Cặp vợ chồng sang chảnh nhất chương trình của chúng ta hôm nay. Cảm ơn hai em đã chia sẻ về nhà của mình. Bây giờ thì mời ba ông chồng về vị trí ngay giữa sân khấu nha. Và chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, mang tên Khởi Động. Vòng 1, Diệu, nhà của mình sẽ đặt cược bao nhiêu điểm đây? Dạ, 1.000 điểm. 1.000 điểm, mời Tuấn chọn hình. Chủ đề hình thể, mời em xem tình huống nha. Trời đất ơi, ai vậy ta? Ai mà đẹp trai dữ ta? Ôi trời ơi, nhìn mình vẫn còn ngon lắm chứ bộ. Body rất là chuẩn, nhìn như là nam thần Hàn Quốc vậy đó. Vậy đó, body rất đẹp vậy đó. Vậy mà để thua một cái thằng hàng xóm, nó giật người yêu của mình mới chết chứ. Mà mình có gì thua nó đâu. Ngoài cái body của mình, cái dáng lưng tôm như vậy. Ôi, nhưng mà không sao. Mình sẽ ráng đu xà. Mình sẽ đu xà. Đu xà chừng mấy tháng thôi là cái lưng của mình sẽ trở thành như vậy. Đó, lúc đó mình sẽ nhìn người yêu của mình. Người yêu dấu ơi, người yêu dấu ơi, hãy đến bên anh. Anh sẽ có một cái body rất là hoàn hảo rồi. Cũng không được. Thấy nó sai sai thì sao?
hình như mình tập đu xà là coi như cái vai tay của mình nó bự thêm, nó chắc khỏe thêm, chứ làm gì mà coi như là ấy, nó đâu có liên quan gì tới cái xương xương sống, cái xương lưng của mình đâu ta. Không, mấy giờ mình tập tạ đi. Đúng rồi, giờ mình tập tạ đó, mình tập tạ vậy đi đó, lên một hai đó, lên xuống đó, lên xuống, lên xuống, hình như cũng sai sai phải không ta? Chờ mình tập cái kiểu này nó nặng quá rồi, không khéo là coi như nó cúp cái xương sống của mình luôn á, đâu có chữa thẳng lưng được đâu ta. Bây giờ mình phải làm sao? À thôi có cách rồi, mình phải chọn một cái môn nào mà tôi nói hả, nó phải phù hợp với cái sức của mình, hiểu không? Mình phải chọn về nè, mình nhảy dây đi đó. Nhảy dây là lúc đó mình ra, mình gặp bạn gái mình kêu nhảy dây. Đó, nhảy dây, nhảy dây để làm chi? Nhảy dây để mình coi như xương sống mình nó thẳng ha, những cái đốt xương sống của mình nó sẽ tự chỉnh lại. Mình sẽ có một cái body rất là hoàn hảo. Cũng được luôn. Mình mà nhảy cà tưng vậy á, mấy cái đốt sống lưng của mình nó mình lên sang một bên luôn á, lúc đó cái lưng của mình nó sẽ cong vòng trở lại, hay không? Cái lưng mình không chữa được, mình còn mất luôn người yêu nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Cái lưng tôm của mình phải tập môn thể thao mình nào để cho mà nó cái lưng tôm nó thẳng lên được đây, trời ơi. Câu hỏi dành cho em như sau: cách nào giúp giảm bớt tình trạng lưng tôm? A. Tập xà ngang. B. Tập tạ. C. Nhảy dây. Thưa anh, em chọn đáp án A, tập xà ngang. Tại vì theo em khi mà tập xà ngang á, thì cái vai của mình nó sẽ thẳng. Thì nó giúp mình đỡ lưng khòm hơn. Có phải như vậy không? Mời bà con chúng ta hãy cùng theo dõi câu trả lời từ chương trình nha. Lưng tôm là do chúng ta ngồi bị sai tư thế, ăn uống thiếu chất. Một trong những cách giảm bớt tình trạng lưng tôm là tập xà ngang. Khi tập xà, nâng người trên xà, từ cánh tay đến phần xương sống phải giữ thăng bằng thành một đường thẳng. Tập luyện thường xuyên giúp phần xương của bạn được kéo căng ra, hạn chế tình trạng lưng tôm. Còn việc cúi người xuống để nhấc tạ lên khiến xương sống của bạn dễ uốn cong hơn. Nhảy dây cũng chưa phải là cách thích hợp, vì chủ yếu là tay chân hoạt động chứ không phải là lưng, không giảm bớt lưng tôm đâu. Ồ, chọn xà ngang, chị chọn xà ngang thì chúc mừng chị, cộng điểm cho chị luôn. Dạ, em chọn màu nào tiến gần trong xã mình đây? Dạ, ô màu xanh. Ô màu xanh. Ô màu xanh không có đèn. Gia đình số 2, gia đình của Gấm. Dạ, em cược 1.000 điểm. Mời Thái bấm nút chọn hình. Đó là chủ đề khử mùi. Mời em xem tình huống nha. Ủa? Dạ con chào cha. Con dâu, ngồi đi con. Dạ, con cảm ơn. Sao? Hôm nay cha kêu con ra đây có chuyện gì không? Cha kêu con ra đây là có một chuyện quan trọng, cha muốn cho con biết. Ôi trời ơi. Trong cái hộp này chứa một vật mà nó quan trọng hơn cả vàng và bạc nữa con. Cha cho con cái hộp. Ừ. Con mở ra coi nha. Nó là của con rồi đó. Dạ. Ngạc nhiên chưa? Đây, cái này quý hơn cả châu báu nữa. Con coi, cái này ngày xưa bà nội đã từng dùng cái mền này đắp cho cha. Và khi chồng con được sinh ra, mẹ của nó đã lấy cái mền này đắp lên cho nó. Và bây giờ nó là của con. Sau khi con xin cháu nội cho cha, con hãy dùng cái mền này và đắp cho cháu của cha con nhé. Ôi, nó có mùi, nó có mùi kỳ lắm cha ơi, sao mà xài được. Chắc có thể là nó để lâu quá không dùng cho nên nó có mùi. Dạ. Nhưng mà không sao, cha sẽ chỉ cho con cách khử mùi tạm thời. Con cứ đem cái mền này con treo ra ngoài gió, gió thổi vi vu thế nào cái mùi gió chỉ mát thôi chứ đâu có tác dụng khử mùi. Cách đó không được à? Dạ. Có cách này. Cách hôm gì? Nay trời nắng rất tốt. Dạ. Con cứ treo cái mền này lên, trong nắng có những tia cực tím nó sẽ làm chết vi khuẩn. không phải đâu cha. Bây giờ cha nghĩ coi, mình đem cái mền mình phơi lên nắng đúng không, xong cái ngoài không khí này bụi bẩn nè, nó bám vô cái mền, trời nó không khử được mùi, nó còn ngứa ngáy cơ thể mình nữa. Con nói cha nói sai, chị con có cách gì để làm cho cái mền này nó hết mùi hay không? Theo con là mình phải mang bằng ủi về mình ủi những cái hơi á, hơi cho mà ủi nó tỏa ra cái mền này, nó tỏa ra chắc chắn sẽ giết hết vi khuẩn, khử luôn mùi. Khi con lấy cái bàn ủi con ủi cái này á
thì nó chỉ hao điện thôi chứ đâu giải quyết được cái vấn đề gì. Đây nè, bàn ủi để làm gì? Để ủi cho quần áo thẳng không bị nhăn nhúm nữa chứ làm sao mà khử mùi hôi được. Bây giờ nói tóm lại là con có chịu nhận cái mền này hay không? Dạ con nhận. Câu hỏi như sau: để khử mùi tạm thời mền lâu ngày không sử dụng, ta nên A. để trước gió, B. phơi nắng, C. dùng bạc ủi. Em chọn đáp án B là phơi nắng. Sao em không để trước gió hay dùng bàn ủi? Tại vì em nghĩ ánh nắng mặt trời nó trực tiếp chiếu vô thì nó sẽ tốt hơn, là nó sẽ diệt được vi khuẩn. Mời em xem câu trả lời nha. Con có biết không, nếu mùng mền để lâu không sử dụng thì nó sẽ có mùi hôi khó chịu. Để khử mùi hôi, giải pháp tạm thời là mình đem mền thì cực tím có trong nắng, có tác dụng giết chết vi khuẩn ẩm mốc, giúp bớt mùi hôi. Để trước gió cũng không ổn đâu, vì gió chỉ làm mát, mau khô đồ, không khử được mùi hôi đâu nhé. Nhưng mà con cũng nhớ, không được dùng bàn ủi, bởi vì sức nóng của bàn ủi sẽ giúp cho mền khô, bớt ẩm mốc, chứ không hạn chế được mùi hôi. Chúc mừng chị được cộng điểm. Em chọn ô màu xanh. Mời em màu xanh. Màu xanh cũng không phải là bước chân may mắn. Chúng ta đến gia đình tiếp theo. Phương cược bao nhiêu em? Em xin cược 1.000 điểm ạ. Phương cược 1.000 và mời Phương bấm nút chọn hình. Ba Phương bấm nút chọn được chủ đề sơ cứu. Mẹ Phương cố gắng trả lời cho đúng nha, bởi vì Phương con đang ngồi dưới kia ủng hộ cho ba mẹ. Tình huống như sau. Ui da. Ui cha. Trời ơi, thiệt tình mà nói á, em đi du lịch có mấy ngày à, bỏ có mấy ngày à, mà ở nhà coi trò ơi về te tua tàn tạ tàn tật, thấy đều muốn thành là quá nhi luôn. Em biết không, em biết là anh làm một cái chuyện mà chấn động luôn đó. Em biết anh làm gì không? Làm gì? Anh chặt thịt gà đó. Trời ơi. Anh chặt qua, anh chặt lại, đến khi anh dở lên á, con dao nó dính nguyên miếng da ở chổng luôn á. Anh nhìn vô có vết thương nó hở như là cọng chân nhang vậy đó. Chặt vết thương chút xíu à, hở như cọng chân nhang à, mà băng bó cái trò ô, coi thấy ghê. Anh băng về cho vết thương nó mau lành, cho vết thương nó kéo da non nó nhanh. Anh làm vậy không có đúng. Đó, đây nè, em chuẩn bị cho anh cái chai oxy già rồi nè, thấy không? Oxy già đó là nó có tính sát trùng ha. Anh đổ nước oxy già vô cái vết thương ha. Cái xong rồi hả, nó tiêu diệt cái vi khuẩn ở ngoài đó là vết thương nhanh lành lắm. Không, không 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 có được. Vậy? Trời ơi, bây giờ đang bị thương vậy, vết thương nó bị nhiễm trùng thì bây giờ chế oxy già vô đâu có được đâu em. Chế oxy già vô ha, oxy già trong oxy già nó có cồn nè, rồi nó làm rát, nó làm phỏng da luôn chứ mà lành vết thương cái gì. Không bao giờ mà biết được bằng em, mà cứ cãi em hoài đây nè. Nếu không chế oxy già thì em có mua ngừa thêm sẵn cái chai thuốc đỏ cho anh nè. Không. Thấy không? Thuốc đỏ, cái tính chất của nó là khi mà mình đổ vô vết thương á, nó sẽ giúp cho vết thương nhanh khô. Nhanh khô nó tạo một cái mài là nó nhanh lành vết thương đó. Đây em làm. Ở đâu ra? Ở trong thuốc đỏ nó có chứa thủy ngân, coi như á, nó làm á, khi mà mình xức vô như vậy á, nó làm cho mòn da đó. Không mấy thôi, giờ mình rửa bằng nước khác được không? Nước rửa gì bằng nữa? Nước thường đi cho nước. Nó sạch sẽ, nó an toàn. Ở trong nước thường á, nó không có chứa chất gì hết trơn á, vết thương nó sẽ mau khô hơn. Trời ơi, anh không nghe người ta nói hả? Thuốc đắng giả tật, có nghĩa là bệnh hoạn là mình phải uống thuốc cho mới hết bệnh, đúng không? Chứ còn bây giờ mình trầy tay tróc tay gì này nọ là phải đổ thuốc sát trùng vô mới hết. Chứ anh nói lấy nước sạch, ví dụ như là ly này là ly nước sạch nè, đúng không? Đúng thì rồi. Mình rửa vết thương nó đâu có thuốc gì trong đây đâu, làm sao mà vết thương mau lành được? Trời ơi, chỉ mong vết thương nó mau lành thôi, có cần phải khó khăn gì không trời? Phải đúng cách. Câu hỏi là dung dịch nào giúp rửa vết thương mau lành? A. oxy già, B. thuốc đỏ, C. nước sạch. Em chọn đáp án C ạ. Là nước sạch à? Dạ. Đơn giản vậy thôi sao? Mình phải rửa sạch nó trước, còn thuốc đỏ hay là oxy già là cái bước sau, cái bước làm sạch ạ. Và em cũng khoe luôn là tại vì em đi học sơ cấp cứu rồi ạ. À, thì ra là có học rồi. Mời em xem câu trả lời nha. Quý vị, khi mà bị thương do chảy xước, đứt tai, chảy máu, bạn không nên dùng oxy già để rửa vì chất men trong catalase trong nước oxy già tuy có tác dụng sát trùng nhưng cồn trong oxy già sẽ làm cho vết thương càng bỏng rát nhiều hơn. Vậy là với hai cái cách mà em chữa cho người yêu của em á là sai hết trơn luôn á. Thuốc đỏ cũng vậy, với thành phần chính là mecurocherom, bovidom và thủy ngân, có tác dụng làm khô, chống lở loét vết thương, nhưng mà thành phần chủ yếu của nó lại là thủy ngân, nên khi mà chúng ta xức vào vết thương á thì sẽ hở ra và rất nguy hiểm.
Đúng rồi, nên trong cái trường hợp này chỉ nên rửa vết thương bằng nước sạch, nó sẽ an toàn cho vết thương. Sau đó các bạn chỉ cần giữ cho nó kỹ, tránh cho nó viêm nhiễm thì vết thương sẽ mau lành thôi. À, chị này giỏi quá. Chúc mừng chị, cộng điểm cho chị. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Bây giờ thì em chọn một ô tiến lên gần với ông xã mình nào. Dạ em chọn ô màu xanh ạ. Màu xanh lần này thì ánh sáng đẹp của bà con và sẽ mang lại cho nhà của Phương. Sản phẩm là một cái ba lô du lịch, chúc mừng. Kết thúc vòng 1, điểm số các gia đình như sau. Gia đình của Diệu được 2.000 điểm. Gia đình của Gấm 2.000 điểm. Gia đình Nhã Phương 2.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến vòng thi thứ 2. Đông Long vượt có. Ở vòng thi thứ hai này, bức tranh lớn của chúng ta sẽ gồm có hai từ. Nó diễn tả một cái trạng thái cảm xúc, một cái trạng thái tâm lý của con người chúng ta. Nhớ nha. Còn bây giờ thì mình bắt đầu mình mở những mảnh ghép. Nhà của Gấm mở mảnh nào? Dạ, em chọn mảnh ghép số 2. Tỉnh nào có tên một loài vật kết hợp với một vật phát ra ánh sáng vào ban đêm? Dạ, là Sóc Trăng ạ. Tại sao là Sóc Trăng? Dạ, sóc là con sóc, còn trăng là trên một dài sáng. À, Sóc Trăng, chúc mừng em. Dạ, chúc mừng. Em xin chọn số 3 ạ. Tung tăng dưới nước trong veo, bị người ta đánh mới lên được bờ là con gì? Dạ, là con cá. Quá đơn giản, ở dưới nước, người ta đánh cá, bắt con cá lên bờ, đó là con cá. Chúc mừng em. Tiếp theo nha của Diệu. Dạ em chọn mảnh ghép số 1. Con gì dưới nước đuôi ở trên rừng? Dạ con cá đuối. Chưa đúng. Có ai có câu trả lời với mảnh ghép này hay không? Nếu không có anh giải đáp luôn nha. Cái con gì sống ở dưới nước mà cái đuôi ở trên rừng? Đó là con cá voi. Voi ở trên rừng đúng không? Cá sống dưới nước là cá voi. Mời Phương. Dạ em xin đoán đáp án là buồn cười ạ. Buồn cười chưa đúng. Mở tiếp. Số 4. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm? Bánh bò. Chính xác. Con bò ăn cỏ ăn rơm. Dạ em chọn số 5 ạ. Cà gì dễ nổ? Cà cà pháo ạ. Cà pháo. Pháo là nghe thấy đi đùng là thấy nó nổ rồi. Đó là cà pháo. Mời nhà của Gấm. Dạ thưa anh Đại Nghĩa, em xin trả lời đó là E lệ. Chữ E, mà chữ E đang rơi nước mắt, mà nước mắt là lệ, chính là E lệ. Chúc mừng. Đây là một cái từ mà chỉ một cái trạng thái rụt rè, ngạc ngùng, e ấp. Đặc biệt là hay diễn tả những cái cô gái lần đầu gặp người trong mộng của mình á, hoặc là gặp một cái người mà mình đã thầm thương trộm nhớ từ lâu á, giả bộ e lệ gì nè, mắc cỡ vậy nè. Giờ Gắm chọn ô nào tiến lên đây? Dạ em chọn ô màu trắng luôn. Mời em, màu trắng. Màu trắng thật là im ắng. Nhà của Phương. Dạ em chọn màu xanh tiếp cho hên ạ. Mời em, màu xanh. Màu xanh cũng vắng tanh, không có đèn luôn. Kết thúc vòng 2, gia đình của Gấm được 4.500 điểm. Gia đình của Phương 3.000 điểm. Và gia đình của Diệu 2.000 điểm. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3 mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Nhà của Phương, Phương nào diễn tả và Phương nào sẽ trả lời? Chồng em đoán. À, em Phương chồng đoán đúng không? Rồi, mời Phương chồng bấm nút chọn hình. Bắt đầu. À, có hai từ. À, nó hay dưới tầng 1 để xem. Rồi, 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 xong trùng khớp từ khóa rồi. Từ đầu tiên thì nó trùng nghĩa với lại chai. À, khi mà có cái gì đỏ đỏ lên thì mình phun. Xịt. Lửa lan rộng thì mình phun. Bình chữa cháy. Cái này có hai từ. Nó ở bên ngoài
có một cái gì đó để mình khi mà bước ra bên ngoài thì nó giữ an toàn cho mình đó. Lan can. Đúng rồi. Cái này thì hai từ luôn. Nó không phải là tầng lầu mà nó chỉ có một nửa thôi. Dạ. Rồi một nửa của cái căn trọ. Căn gác lửng. Đúng rồi. Binh lính thì đi đánh. Ở đâu? Đánh gì? Đánh gì? Dạ. Rồi chứ binh lính mình trùng khớp luôn rồi. Chữ binh đó, đó là cái từ bày binh bố trận. Rồi cái từ tầng hầm cũng bị phạm quy. Ba từ khóa giải mã được 1.500 điểm. Em chọn ô màu nào? Dạ em chọn màu xanh hy vọng ạ. Không có quà, vẫn không nghe một cái tiếng kêu réo gì hết. Gia đình tiếp theo. Chuẩn bị bắt đầu. Rồi từ thứ nhất có hai từ nha. Hoa không tươi mà nó héo. Từ thứ hai là nằm chèo. Chèo queo. Rất héo queo. Đúng rồi. Cây lâu năm người ta gọi là cây cọc cổ. Tiếp từ cổ thứ hai. Đúng rồi. Từ thứ ba có bốn từ nha. Cây thì có gì? Có hoa trái. Không cây thì có gì màu xanh? Lá. Trái chính thì nó rụng. Rồi lá rụng. Bốn từ. Lá rụng chứ không lá rụng về cội. Đúng rồi. Cây tác dụng của bóng cây là rồi. Chữ bóng là bị trùng khớp rồi. Từ cuối cùng có ba từ. Con gì nằm trong cái cây để nó con sâu. Mình đang gì? Sâu ăn. Sâu ăn lá. Đúng rồi. Tiếc quá, cái từ kia mình bị phạm quy ha. Đó là cái từ bóng mát. Bốn từ khóa giải mã được mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Mời em tìm cho mình một bước nào tiến lên trong xã. Dạ ô màu trắng. Mời em màu trắng. Màu trắng sáng đèn. Và em xin nhận được sản phẩm là một cái nồi cơm điện. Chúc mừng. Chúng ta đến gia đình của gấm. Chuẩn bị bắt đầu. Không phải sáng, không phải trưa, chiều tối. Đúng rồi, từ đó từ thứ nhất. Từ thứ hai là có hù. Đúng rồi. Cái từ này có bốn từ. Sáng thì có cái gì? Trưa. Trái ngựa dưới đất á. Trời. Đúng rồi, đó là từ thứ hai. Từ thứ ba lặp lại của từ thứ nhất. Trời trưa. Ngược lại. Trưa trời. Đúng rồi, rồi từ thứ ba lặp lại của từ thứ nhất. Trưa trời, trưa trận. Đúng rồi. Từ này có ba từ. Ngủ dậy á là buổi đó buổi gì? Buổi sáng. Hai từ đầu là từ lái. Tôi thui không thấy đường, cái anh làm gì nè? Mò. Bỏ qua đi, bỏ qua. Từ này có hai từ. Mới ngủ dậy. Buổi mới ngủ dậy á. Buổi sáng. Tết á, cái mình để mâm ngũ quả lên bàn thờ làm gì? Chân. Sáng chân. Đúng rồi. Em đang làm gì đây? Em đang làm gì? Đứng. Đúng rồi. Cái này là gì? Bong bóng. Lấy từ cuối. Rồi ghép hàng. Đúng rồi. Giấy á, mình đếm á. Một, hai, ba. Không phải, không phải là một cuộn. Không phải, mỏng thôi. Một miếng. Không phải, mỏng thôi. Không phải, không phải. Mảnh. Hai. Tờ. Một. Hết giờ. Đó là từ tờ mờ sáng. À, bốn từ khóa còn lại thì mình giải mã được. Tờ giấy. Mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Mời em tìm cho mình điểm chân nè. Mời em bước ô xanh. Mời em màu xanh. Màu xanh sáng đèn. Và gia đình của Gấm sẽ nhận được một cái máy ép trái cây. Chúc mừng. Kết thúc vòng 3, gia đình của Phương được 4.500 điểm. Gia đình của Diệu 4.000 điểm. Gia đình của Gấm 6.500 điểm. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình của Diệu ở đây nha. Hai bạn sẽ ra về với giải thưởng trị giá là 4 triệu đồng. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt mang tên nhanh tay đáp lẽ. Câu số 1 chủ đề dinh dưỡng thì mình cược nhiêu Phương? Dạ em cược 1.000 điểm. Ngàn. Dạ, Gấm. Em cược 1.000 điểm. Câu hỏi như sau: sô cô la đen có góp phần
giúp cải thiện thị lực không? Mời gắm. Dạ em trả lời là có. Đó là câu trả lời đúng, chúc mừng. Trong sô cô la đen có chứa thành phần flavonoid giúp bảo vệ các mao mạch trong mắt, giúp cho mắt khỏe mạnh hơn. Câu số 2, chủ đề sức khỏe phụ nữ. Phương. Dạ 1.000 điểm ạ. 1.000. Dạ, em cược 1.000 điểm. Tập thể dục trong ngày đèn đỏ tốt hay không tốt? À, em nghĩ là không tốt. Đây là câu trả lời không đúng. Các bài tập thể dục giúp tiết ra một cái hormone endorphin trong não. Hormone này ngăn chặn prostaglandin tiết ra trong thời kỳ kinh nguyệt, giúp phụ nữ bớt cáu gắt và ngăn ngừa chuột rút. Vì vậy, tập thể dục trong ngày đèn đỏ là tốt, tuy nhiên nên tập với cường độ vừa phải thôi. Câu số 3. Chủ đề mẹo khử mùi. Dạ em cùng 1.000 điểm. Ngàn. Dạ em cùng 1.000 điểm. 1.000. Để tờ báo hay vải mùng thì sẽ khử được mùi hôi trong tủ quần áo. Đó. Mình chỉ cần mình suy luận thôi. À, mời em. Dạ em chọn giấy báo ạ. Đó là câu trả lời chính xác. Việc treo vài tờ báo vào tủ xen lẫn giữa các bộ quần áo sẽ giúp hút hơi ẩm trong tủ, ngăn hơi ẩm bám vào quần áo và ngăn mùi khó chịu. Việc treo vải mùng trong tủ không giúp khử mùi đâu nha. Câu số 4 của chúng ta là một câu về chủ đề nội trợ. Mời em. Dạ em cược 2.000 ạ. 2.000. Dạ em cược phân nửa. Phần tanh hôi của con cá lóc nè, con tôm nè, con vịt nè, thì cái phần hôi, cái phần tanh của nó đó nằm ở đâu? Mời em. Dạ em nghĩ là con vịt là trước. Cái lông, con cá là máu của nó, tôm là có cái sợi... Sợi chỉ trên lưng đúng không? Sợi chỉ đen trên lưng. Dạ. Phương, sao em? Có ý kiến gì khác không? Không. Mời khán giả. Mời em. Kính thưa anh Đại Nghĩa, em tên là Trâm Anh. À, em xin trả lời câu hỏi đó là con tôm đó là phần tanh của tôm thì nằm ở chỉ đường xương sống. Còn phần tanh của con cá lóc nằm ở cục máu ở hai cái mang, dưới hai cái mang. Còn phần tanh của con vịt đó là nằm ở phần câu. Chính xác, chúc mừng em và một phần quà dành cho em. Các bạn thấy đơn giản quá đúng không? Mình làm cá thì đương nhiên mình sẽ móc cái mang, mình chặt bỏ cái mang đi rồi, chứ có giữ cái mang lại đâu. Bởi vì hai bên cái mang là cái phần tanh nhất. Còn cái phần ruột cá người ta vẫn ăn, người ta vẫn nấu cháo. Đặc biệt là mấy ông nhậu, ông ghiền cái món đó lắm. Còn con vịt khi ăn ai mà không làm lông hả em? Làm lông là cái chuyện hiển nhiên. Nhưng mà cái phần còn lại, cái phần nào nó hôi nó tanh nhất là cái phao câu. Bởi vì sao? Trong cái phao câu chúng ta biết rằng nó có cái tuyến dầu á. Cái tuyến dầu mà nó tiết ra nó làm cho mượt lông, cái lông nó không dính nước á. Thì cái tuyến dầu trong cái phao câu đó là cái tuyến nó tạo ra cái mùi hôi tanh cho con vịt. Cho nên khi người ta làm vịt, người ta hoặc là chặt bỏ luôn cái phao câu đó. Nhưng mà có những người họ thích ăn phao câu thì họ sẽ phải làm thật kỹ. Họ sẽ rạch ra, họ móc, họ bỏ cái bịch dầu trong cái phao câu đó đi. Còn con tôm thì em trả lời đúng. Cái phần cọng chỉ đen trên lưng là bao giờ chúng ta cũng sẽ phải rọc và rút cái cọng chỉ đen đó ra. Câu số 5, chủ đề sức khỏe. Dạ phân nửa. Em sao nè? 1.600. 1.600 cược ở mức tối đa nha. Câu hỏi như sau: sáng ngủ dậy đôi khi miệng chúng ta sẽ có 4 mùi: mùi kẹo, mùi sữa chua, mùi hơi tanh và cảm giác đắng miệng. Với 4 loại bệnh: tiểu đường, cảm sốt, thận, răng miệng, bạn hãy sắp xếp mùi của hơi thở với những bệnh tương ứng trên. Các em có câu trả lời không? Không đủ 4 câu trả lời. Em không biết, phải hỏi khán giả nữa thôi. Mời bạn bên đây. Dạ em chào anh Đại Nghĩa, em xin trả lời là mùi kẹo là bị tiểu đường. Cái phao câu. Mùi hơi tanh là bị thận. Thận. Còn đắng miệng là bị sốt. Sốt. Còn mùi sữa chua là cái còn lại. Là răng miệng. Dạ. Câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường type 1 là mùi hơi thở phảng phất giống như kẹo dẻo. Lý do là cơ thể thiếu insulin, không thể chuyển hóa đường thành năng lượng nên bắt đầu phân giải các chất béo để thay thế. Bệnh về răng miệng khiến vi khuẩn tích tụ nên dễ có mùi chua. Nitơ là thủ phạm chính gây ra mùi tanh trong hơi thở. Nếu hơi thở của bạn có mùi tanh như cá, rất có thể thận của bạn gặp vấn đề. Đắng miệng do cơ thể mất đi sức đề kháng và nhiệt độ tăng. Khi chúng ta cảm thấy rằng cái hơi thở chúng ta có những cái mùi như trên thì chúng ta biết đó là dấu hiệu của những căn bệnh này và chúng ta cần phải đi khám sức khỏe ngay bà con nha. Kết thúc vòng 4, gia đình của Gấm được 3.250 điểm. Gia đình
của Phương 5.500 điểm. Chúc mừng em tiến lên giải cứu trong xã nào. Trời ơi, ba Phương hung mẹ Phương. Phương con ngồi dưới cười híp mắt. Chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Cả gia đình Phương đã tụ họp tại đây, gồm có ba Phương, mẹ Phương và con Phương. Bây giờ hai cha con sẽ để những bịch bột giặt này lên đầu cân bên kia nha. Bắt đầu. Chữ shop của chúng ta đã sáng đèn. Chúc mừng gia đình của Phương. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình hôm nay, về ba là gia đình của Diệu với giải thưởng trị giá là 4 triệu đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì là gia đình của Gấm với giải thưởng là 3.250.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất là gia đình Song Phương, hai vợ chồng đã mang về cho nhà mình số tiền thưởng là 5.500.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng xốp nước giặt thơm mát gấp 2 lần đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con vào tuần sau nha, 20:30 tối Chủ Nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và sau đó sẽ được phát lại vào lúc 3:00 sáng ngày thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và 16:30 ngày thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Bà con cũng có thể xem lại chương trình trên THVNLI bằng cách tải ứng dụng trên Apple Store hoặc là Google Play. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Chương trình này thật vui quá, trò chơi này rất hay. Vâng.